NIA tin tức tiêu điểm trong tuần. Từ ngày 17 tháng 9, khẩu trang y tế được sản xuất tại Đài Loan phải in dòng chữ MT và MIT. Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân là trường đầu tiên trên toàn quốc thành lập Trung tâm Phát triển Giáo dục Cư dân mới. Sở Di dân tự động gia hạn thời gian tạm trú tại Đài Loan 30 ngày lần thứ 3 đối với du khách người nước ngoài. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và Hồng Kông có sự thuyên giảm, rút ngắn thời gian kiểm dịch cách ly đối với doanh nhân nhập cảnh công tác ngắn hạn. Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin tại NIA. Quý vị thân mến, để người dân dễ dàng nhận biết khẩu trang có phải do Đài Loan sản xuất hay không, đồng thời đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ngày 10 tháng 9 đưa ra đề xuất in chữ lên khẩu trang y tế. Dự tính từ ngày 17 tháng 9 năm 2020, trên sản phẩm khẩu trang y tế sẽ in dòng chữ MT, viết tắt của từ Medical Device và Made in Taiwan tại vị trí cách mép biên 1,5cm, chiều cao chữ không quá 0,4cm. Nhằm đảm bảo việc khẩu trang y tế không bị sử dụng nhầm lẫn với các loại khẩu trang khác và thông báo này không ảnh hưởng đến khẩu trang xuất khẩu N95. Khẩu trang xuất khẩu trước ngày 16 tháng 6 năm 2020 không có dòng chữ MT và Made in Taiwan vẫn được bày bán. Trước ngày 17 tháng 12 năm 2020 phải thu hồi những sản phẩm chưa bán hết trên thị trường, bao gồm hàng tồn kho, đưa về cơ sở y tế, huyện, thành phố hoặc đơn vị y tế trực thuộc trung ương niêm phong kiểm tra. Khi chọn mua khẩu trang y tế, cần xem trên bao bì có in dòng chữ hoặc giấy phép của Bộ Y tế, tên sản phẩm, tên nhà sản xuất, địa chỉ hay không. Chúng ta có thể kiểm tra trên website Xiao Y Liao Chi Chai Chí Hoa Trang Pin Xu Khở Trang Chá Chuyến Chi Thông. Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân, Minh Chin Khơi Chi Đa Xuế, với mong muốn thúc đẩy dịch vụ giáo dục dành cho cư dân mới và con em cư dân mới, cũng như hoàn thiện trọng trách của trường đại học đối với xã hội. Lần đầu tiên thành lập Trung tâm Phát triển Giáo dục Cư dân mới, nghi thức khánh thành được diễn ra vào ngày 10 tháng 9 vừa qua. Trong tương lai sẽ thúc đẩy trọng trách phát triển giáo dục dành cho cư dân mới, hoàn thiện vai trò nguồn tài nguyên giáo dục trong và ngoài trường học, tiến hành cải tiến các hạng mục về bồi dưỡng, học tập, văn hóa nghệ thuật, nghiên cứu dành cho cư dân mới, cung cấp cho cư dân mới một môi trường giáo dục, học tập, rèn luyện chất lượng, đi sâu vào chính sách tân hướng Nam của chính phủ, các dịch vụ dành cho cư dân mới từ trong ra ngoài, từ vấn đề nhỏ đến vấn đề lớn, thông qua việc bồi dưỡng giáo dục, hỗ trợ cư dân mới trở thành nguồn lực lượng mới, không thể thiếu sót trong quá trình Đài Loan hướng ra thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.